Hello, xin chào bà con, chào mừng đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay thì mình ở đây để tâm sự với các bạn một câu chuyện rất quan trọng nhưng lại rất nhiều người bỏ qua khi sử dụng máy ảnh. Cho mình hỏi nhá, là ở đây đã có bạn nào từng nâng cấp firmware cho máy ảnh? Bạn nào có? Giơ tay. Chả ai giơ tay. Thì cũng dễ hiểu thôi. Trước đây thì chúng ta biết là firmware mới là để fix một vài cái lỗi lặt vặt khi chúng ta sử dụng máy ảnh. Và nếu không có firmware mới thì chúng ta vẫn có thể chụp ảnh được bình thường rồi đúng không? Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi các bạn ạ. Firmware gần đây thì ngoài việc sửa lỗi, nó có thể giúp cải thiện hiệu năng chiếc máy ảnh của các bạn lên rất nhiều. Và nói đến update firmware thì không thể không nhắc đến Fujifilm. Gần đây thì hãng đã có những bản nâng cấp firmware giúp bổ sung những tính năng cực kỳ cần thiết cho người dùng, giúp họ cảm thấy là chiếc máy ảnh của họ không bị lỗi thời hay là yếu đi theo thời gian, mà nó còn thân thiện và nó còn mạnh mẽ hơn nữa. Điển hình là chiếc Fuji X-T2 mình đang có ở đây. Sau khi update lên bản firmware mới nhất thì nó đã có thể quay được 4K lên đến 30 frame, Full HD lên đến 120 frame. Chưa hết, nó có cả F-Log, quay video về chỉnh màu thoải mái luôn. Nói chung là quá tuyệt vời. Và không chỉ những chiếc máy ảnh tầm cao như thế này mới được hãng ưu ái đâu nhá. Gần đây thì hai chiếc máy ảnh dành cho người mới, đó là chiếc XT100 và chiếc XA5 đã được update lên phiên bản firmware mới nhất, đó là phiên bản 2.0. Và với phiên bản cập nhật này thì hãng đã đánh đúng vào những điều người dùng quan tâm, đó là chụp ngược sáng sao cho đẹp này, chụp ảnh chân dung da trắng trẻo mịn màng, và cuối cùng là chụp ảnh thiếu sáng sao cho sắc nét và không bị mờ nhòe. Nghe hấp dẫn rồi đúng không? Rồi, ok, cùng update firmware nhá. Đầu tiên, các bạn hãy cắm thẻ nhớ máy ảnh vào máy tính. Để up firmware cho máy ảnh ấy, các bạn hãy vào trang web của nhà sản xuất, đó là fujifilm.com này. Rồi sau đó các bạn hãy vào phần support, chọn download software and firmware. Rồi sau đó các bạn hãy chọn cái model máy ảnh của các bạn. Ở đây thì chiếc XA5 của mình sẽ thuộc cái phần có tên là interchangeable lens camera. Rồi sau đó chọn đúng mục XA5. Rồi sau đó chọn firmware download. Các bạn hãy kéo xuống dưới, kéo hết xuống dưới luôn. Rồi sau đó chọn I agree, begin download. Và bấm begin download lần nữa. Và bây giờ thì các bạn hãy tìm một chỗ an toàn để lưu cái file firmware này lại. Mình sẽ lưu vào ổ D đi. Rồi bấm save. Chờ một tí nhá. Rồi như vậy là file firmware 2.0 cho Fuji XA5 đã được tải về máy của mình rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở thẻ nhớ lên. Mình sẽ format thẻ này. Bấm format. Bấm start. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ copy cái file firmware vừa tải về vào trong thẻ nhớ. Paste. Chờ một tí. Rồi, ok, xong rồi. Bây giờ mình sẽ thoát an toàn thẻ nhớ ra nhá. Firmware thì đã có trong này rồi. Bây giờ cùng đút vào trong máy ảnh rồi update firmware nhá. Các bạn hãy mở cái nắp thẻ nhớ ra này. Rồi, đút thẻ vào cái thẻ ở đây. Một trong những điều quan trọng khi các bạn update firmware đó là phải đảm bảo pin đã được sạc đầy 100%. Tiếp theo, ở mặt sau các bạn hãy chú ý đến cái nút display back này. Các bạn hãy dùng ngón cái giữ chặt nút này, đồng thời ngửa máy lên và gạt công tắc máy ảnh lên. Đó, ở đây thì máy ảnh nó sẽ báo cho chúng ta là update firmware và thông tin firmware hiện tại là phiên bản 1.0, tức là phiên bản cũ. Mình sẽ bấm OK để tiến trình được tiếp tục. Và bấm OK phát nữa. Đây, nó sẽ thông báo cho chúng ta là nâng cấp từ phiên bản 1.0 đến phiên bản 2.0. Mình sẽ chọn OK này. Và nó sẽ cảnh báo chúng ta là phải đảm bảo chắc chắn là pin đầy và không được rút pin này, rút thẻ trong quá trình update. Và bấm OK. Đó, chờ một lúc nhá. Đó, như vậy là quá trình firmware đã diễn ra thành công. Và bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng bản firmware 2.0 trên chiếc XA5 này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi chụp thử xem cái phiên bản firmware 2.0 này nó khác biệt như thế nào nhé. Đây, và đây là cái bối cảnh chụp ảnh của chúng ta ngày hôm nay. Hôm qua ấy, thì mình up firmware cho cái XA5 nhưng mà tay nhanh hơn não nên là lỡ tay up cả hai cái rồi. Hôm nay thì chúng ta chụp tạm bằng hai cái XT100 nhé. Mình đã gắn nó lên cái chân máy như này rồi. Và để chụp ảnh được thì chúng ta còn một điều rất quan trọng nữa. Đấy là mẫu. Đây, giới thiệu với các bạn. Đây là bản mẫu của chúng ta ngày hôm nay. Ôi, chú ơi. Fuji XT100 ấy và Fuji XA5 ấy thì máy thì cũng có khác nhau ấy. Nhưng mà cái phiên bản cập nhật 2.0 ấy thì tính năng các thứ cũng không khác nhau nhiều lắm đâu các bạn ạ. Nên là chúng ta cứ chụp và thử vô tư về chiếc Fuji XT100 nhá. Bài test đầu tiên mà mình thực hiện ngày hôm nay đó chính là chụp ngược sáng. Mình sẽ thử chụp thử ở trong cái chế độ SR+, tức là cái chế độ tự động hoàn toàn ấy, để xem là cái firmware mới nó tiến bộ hơn với cả cái firmware cũ như nào.
Ở bài test này thì mình thấy là ảnh của phiên bản firmware 2.0 màu sắc ấm áp hơn một tí tẹo. Về ánh sáng ấy thì mình thấy là vùng highlight được giảm sáng để không bị cháy sáng và mất chi tiết. Còn chủ thể thì vẫn được giữ độ sáng vừa đủ. Bây giờ thì mình sẽ thử về cái chế độ chụp chân dung có tên là Portrait Enhancer. Thì với cái chế độ này ấy, cái bản firmware mới thì mình thấy nó có tận 5 cái chế độ làm mịn da khác nhau. Mà cái bản firmware cũ ấy, thì chúng ta chỉ có 3 cái thôi. Chắc đây là một cái cải tiến gọi là đáng kể đấy. Oh no, I gave my heart away, went a bit too far. Với bài test này thì mình thấy là Fuji làm cái chế độ làm mịn da khá là tốt. Tuy là làm mịn da nhưng chi tiết ở trên da mặt thì vẫn được giữ lại. Không như một số app ở trên điện thoại ấy, khi làm da mặt sẽ bị bệt, nhìn rất là kém tự nhiên. Và chúng ta có 5 mức làm mịn da khác nhau. Các bạn hãy sử dụng và thử nghiệm rồi chọn ra cho mình cái mức làm mịn da phù hợp nhất nhé. Chúng ta cùng xem sự cải tiến tiếp theo, cũng là sự cải tiến cuối cùng trong phiên bản firmware lần này. Đó chính là cải thiện hình ảnh trong chế độ chụp đêm. Như các bạn biết thì khi chụp ảnh buổi đêm với điện thoại ấy, thì ảnh của chúng ta rất là noise. Và trong một vài trường hợp ấy, thì có lẽ ảnh của chúng ta không dùng được đâu. Nhưng bây giờ các bạn không phải lo nữa nhé. Vì trong ảnh Fuji có chế độ chụp đêm cực kỳ thân thiện luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem chụp đêm với hai phiên bản firmware này khác gì nhau nhé. Ở đây thì chiếc màu xám là chiếc mình chưa nâng cấp firmware. Còn chiếc màu vàng này thì đã được nâng cấp rồi. Và mình sẽ chụp thử với cùng một ống kính, đó là ống kit 15-45. Nhìn tổng quan thì các bạn có thể thấy là ảnh của phiên bản firmware 2.0 sẽ sáng hơn và đậm màu hơn phiên bản 1.0. Khi zoom vào thì chúng ta sẽ thấy là các chi tiết của bức ảnh phiên bản firmware 2.0 sẽ có phần sắc nét hơn và có vẻ như cũng ít noise hơn nữa. Đây là một điều cực kỳ cần thiết khi các bạn muốn in ảnh ra, đặc biệt là in ảnh khổ lớn, vì khi đó độ rõ rệt của các chi tiết là điều trực tiếp quyết định là bức ảnh đó có dùng được không. Thêm nữa, những chi tiết ở trong vùng ảnh sáng khi các bạn zoom vào thì sẽ thấy chúng được tái tạo rõ rệt hơn, màu sắc cũng tươi tắn hơn. Như các bạn có thể thấy ở đây thì vùng xe cộ ở đây ấy, thì chúng ta vẫn có thể thấy được khá rõ các chi tiết như là bánh xe này, cửa xe. Còn ảnh bên trái thì vẫn nhìn được nhưng mà trông rất là mờ nhòe, giống tranh sơn dầu hơn. Hay là những vùng cây ở giải phân cách thì chúng ta vẫn có thể thấy được các tán cây. Còn nhìn ra bức ảnh bên trái thì vùng cây này đã bị bệt lại rõ ràng thành một cái vùng màu đen. Và bây giờ thì mình sẽ tổng hợp lại các bước chúng ta cần làm để up firmware cho máy ảnh Fujifilm. Bước 1, chúng ta cần cắm thẻ nhớ vào máy vi tính. Rồi, bước 2, các bạn hãy tải file firmware từ trang web của nhà sản xuất, đó là fujifilm.com. Bước 3, các bạn hãy format thẻ, sau đó copy file firmware vừa tải về vào trong thẻ nhớ. Bước 4, bây giờ các bạn hãy đảm bảo chắc chắn là pin và thẻ nhớ đã được lắp trong máy. Bước 5, các bạn hãy giữ chặt nút display back, sau đó gạt công tắc và bật máy lên. Và bước cuối cùng, bấm OK để khi tiến trình được hoàn tất. Vừa rồi là một vài ví dụ cho thấy là khi chúng ta cập nhật firmware thì chiếc XA5 hay là chiếc XD100 sẽ mạnh mẽ hơn như thế nào. Và sau clip hôm nay ấy, thì mình khuyên là các bạn hãy nhớ cập nhật thông tin và nhớ update firmware thường xuyên cho máy của các bạn nhé. Vậy thôi, hẹn gặp các bạn lần sau.